Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thay phông bằng Click and Mark với một cái bức ảnh nó nhiều chi tiết như thế này. Thực ra thì có rất là nhiều cách thay phông. Nói về thay phông thì ai cũng hiểu là sẽ phải tách cái chủ thể ra khỏi cái phông gốc và thay vào một phông mới. Thì có rất là nhiều cách để các bạn có thể làm được cái việc này. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng cái Pitch Diction này. Các bạn có thể chọn ABC gì đó, hoặc là các bạn có nhiều bạn dùng cái pen tool để cắt đấy, ví dụ như vậy. Tuy nhiên là đây thì mình sẽ không sử dụng những công cụ này, mà mình sử dụng một cái chia sẻ của bạn là sử dụng cái Select and Mask làm trực tiếp luôn. Thì đầu tiên là chúng ta cứ vào Select and Mask ở trong cái view mode này. Thì ở với cái ảnh này thì mình sẽ lựa chọn cái on black. Mình chọn cái on black để mình nhìn các cái thao tác của mình sẽ làm việc với Select and Mask. Sau đó thì mình sẽ chọn cái quick selection tool, công cụ để mình sẽ lấy cái chủ thể này ra khỏi cái phông, tạo cái vùng chọn. Thì ở cái những cái ảnh mà nó nhiều chi tiết như này thì với cái việc phải tách nó ra khỏi phông thì chúng ta sẽ chọn những cái vùng mà chỉ cần chọn những cái vùng mà nó chúng ta cần lấy ra thôi, còn những cái chỗ khác chúng ta không quan tâm. Ở cái Select and Mask này nó có rất là nhiều cái hay và thuận lợi, cho nên là mình vì thế đâm ra là mình sẽ hướng dẫn các bạn những cách chia sẻ các bạn những cách mà các bạn có thể làm nó sẽ rất là thuận lợi mà hay. Cũng không cần lấy quá chi tiết như là dùng cái Quick Selection hay là cái Pen Tool đâu. Các bạn lấy chung này cho mình là được rồi. Sau đó thì với cái vùng tóc này thì các bạn sẽ chọn cái bút thứ hai này giúp mình nhé. Phóng to, bút ra. Chọn đúng cái chỗ vùng tóc này. Di chuột qua. Rồi. Sau khi mình chọn được như này rồi thì ở cái vùng này nó bị ăn ra ngoài thì các bạn có thể sử dụng cái ngòi bút thứ ba này, các bạn xoa nó đi. Các bạn xóa đi. Dự an nhé. Cái Select and Mask này thì nó cũng khá là nặng. Thật sự vì nó hơi nặng là mình cứ để như này, xong một tí nữa vào trong Photoshop thì sẽ xử lý sau. Sau khi mà chọn được cái vùng chọn này rồi thì ở cái output setting này các bạn chọn cho mình cái new layer with layer mask, mà các bạn có thể chọn cái remember setting. Cái này nó là lưu lại cái tùy chọn ở đây thôi. Nếu các bạn thường xuyên làm cái này thì các bạn có thể lưu lại để lần sau làm thì các bạn sẽ không cần phải chọn vào cái này nữa, sẽ lưu lại cái tùy chọn này luôn. Sau khi mà chọn Click and Mask đây. Ở đây thì mình đã chọn sẵn phông rồi. Thực ra là chỉnh ảnh này mà thay phông là nói rằng là ngại nhất là cái khoản mà đi chọn phông. Lâu nhất, khó chịu.
Ok, sau khi đặt phông vào là mình ok là được. Ở đây thì cái vùng tóc này, nếu các bạn muốn cho nó đẹp hơn, chuẩn hơn một tí nữa thì các bạn vẫn có thể click vào đây và sửa sửa cái số gen mắt. Tuy nhiên là có hai cách nhé, một là như vậy, hai là các bạn ví dụ như là cái tóc này các bạn muốn cho nó đẹp hơn một chút thì ở đây mình sẽ chọn click mắt. Mình lấy cái vùng tóc này, sau đó tạo được vùng chọn rồi thì mình sẽ chọn cái ảnh background hoặc là cái hình ảnh gốc của nó ở đây. Ctrl Z này, copy ở đây, chọn bộ lọc là Multi, cho nó xuống dưới lớp layer layer mask này. Sau đó chúng ta có thể vào layer mask dùng brush xoa nhẹ. Nếu như cái này mà nó các bạn lấy xoa mà không được, các bạn thay đổi cái foreign này nhé. Đây là cái cách mà làm cái tóc, lọc cái tóc là tốt nhất. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cái cách chi tiết để các bạn có thể xử lý những cái ven này. Thì các bạn sẽ lên cái select mask nhé, cái layer đó, chọn brush. Ở đây thì các bạn muốn xóa cái này đi thì các bạn chọn cái ngòi bút nó sắc sắc này, nó nhỏ xuống. Các bạn nhớ chọn chọn vào đúng layer nhé, đúng vào select mask nhé. Đấy, thực ra nếu như mà các bạn dùng pen hoặc là dùng quick transition có thể là nó sẽ hơi lâu, nhưng mà với cách này thì chúng ta làm rất là nhanh. Vẫn tiếp tục để tạo ra cái độ bám cho cái ảnh. Khi mình thay phông bao giờ mình phải tạo ra cái độ bám, thì các bạn vẫn chọn cái layer mask này và các bạn đảo ngược cái này giúp mình, frame này giúp mình đảo ngược nhé, hoặc là ấn ấn phím X để đảo ngược. Chọn cái bút nó nhỏ thôi và các bạn xoa ở đây. Các bạn lại chọn lại cái ngòi bút này cho mình nhé, hơi mờ mờ đó. Các bạn lấy rất là nhẹ ở phía dưới cái chân của em bé này để tạo cái độ bám cho nó thật. Ok, đấy mình nhìn thấy như là ngồi ở trên trên thảm rồi. Có một cái số cái chi tiết nhỏ ở đây nữa thì nếu như mà cẩn thận là chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta để cái này nó to lên, cẩn thận thì chúng ta sẽ tinh chỉnh nó một chút đó cái chỗ này. Đấy, thì khi mà làm như thế này thì các bạn thấy là cái độ mà chân thật của nó với cả cái phông là rất là tốt. Và những cái chi tiết nhỏ nữa như thế này thì các bạn vẫn sử dụng ở trên vẫn xử lý ở trên layer layer mask này thôi, lại đảo ngược cái vùng friendly. Cho bút nó nhỏ xuống. Cái khuyên này nếu như mà các bạn nhìn thấy như này là nó đang bị mất thì các bạn lại cũng
cảm được cái foreign này đi, vẫn ở trên cái lấy cái mắt cả. Các bạn vẽ cái này nó rất là nhanh thôi nhưng mà rất là chuẩn đó. Như vậy là ổn rồi. À, sau khi ghép phông rồi thì chúng ta sẽ để ý một chút là cái ảnh này nó có cái hướng ánh sáng nó lại đi từ phía bên này xuống. Thế thì chúng ta nên tạo ra một cái dây sáng, tạo ra một dây sáng nào đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách tạo dây sáng rất là hay bằng gradient. Đầu tiên thì các bạn chọn cho mình cái tạo một cái layer mới. Để cái này mình ghi là dây sáng cho nó dễ nhìn. Sau đó mình sẽ chọn quick mask, tóm tắt là Q. Sau đó mình chọn gradient. Đây. Ở đây thì nó có khá nhiều cái tùy chọn, thì mình đã đặt sẵn ở đây là cái tùy chọn đây. Đó, có rất nhiều cái. Nhưng mà đối với cái làm dây sáng này, mình muốn để cho nó mềm thì mình chọn cái Neutral density này. Nói chung tiếng Anh mình không dành lắm đâu, đọc theo phiên âm tiếng Việt thôi. Chọn thì sẽ chọn cái này. Chọn cái này là nó có cái cái phe cái độ mờ đều đều. Rồi sau đó mình hướng ánh sáng như đi như này. Đấy các bạn thấy này. Thì mình sẽ kéo vào đây. Kéo xuống. Tiếp tục mình làm một cái nữa ngắn hơn, nhỏ hơn để cho cái này nó đậm hơn. Sau khi tạo được cái quick mask này rồi, tạo vùng tròn được rồi, ấn phím Q đó thì là nó sẽ cho mình một cái vùng tròn và một cái độ phe rất là mềm để tạo ra sáng. Tiếp tục là chúng ta dùng cái bút Y, chúng ta là Y để chọn cái vùng màu. Ở đây thì mình sẽ chọn cái vùng hơi gần gần đây, ánh sáng là nó có hơi màu vàng một chút. Sau đó mình ấn tổ hợp phím An đen để tạo nên cái dây sáng. Rồi căn chuẩn D bỏ vùng chọn đi. Thì bây giờ mình đã có cái dây sáng ở đây rồi, cái hướng ánh sáng rồi. Sau đó mình chọn cái bộ lọc. Ở đây thì nó có mấy cái bộ lọc để có thể tạo được cái ánh sáng tương đối đẹp. Nhất là Spotlight, Overlay, tùy vào cái mức độ mà các bạn muốn. Ở đây mình có thể chọn Spotlight. Muốn cái dây sáng này nó lớn hơn một chút nữa, nó to hơn và nó có cái độ sáng lớn hơn thì các bạn có thể điều chỉnh nhé. Ở đây mình ấn Ctrl L, chọn lever. Mình sẽ kéo sáng nó lên. Để cho nó sáng lên một chút. Ở đây hard light thì nó rất là mạnh. Ở đây rất là mạnh. Overlay thì nhìn nó có vẻ sắc hơn. Mình muốn cái dây sáng nó mềm, mình chọn cái spotlight. Đấy, như vậy thì với cái cách mà mình hướng dẫn chia sẻ rất đơn giản, thì các bạn khi mà sử dụng cái Select Mask, Select and Mask, các bạn có thể ghép phông một cách rất là nhanh, hiệu quả và rất là đẹp. Có thể xử lý ở trên một layer luôn, không cần phải làm nhiều. Còn nếu như mà bình thường, nếu mà sử dụng Quick Selection này hoặc là Pen Tool, thì sau khi mà cắt chích tất cả những cái thứ này ra, các bạn sẽ phải tạo lại toàn bộ những cái layer cũng như là những cái hiệu ứng như thế này, nó cũng khá mất thời gian. Mình chia sẻ thì có vẻ là nó sẽ hơi lâu để cho các bạn từ từ các bạn tìm hiểu thôi, chứ còn nếu như mà khi mà các bạn làm việc
thì rất là nhanh. Chi tiết rất là mềm. Và khá là thật. Ở đây mình phóng to ra các bạn có thể nhìn được, chứ còn nếu như mà bình thường để in ảnh bình thường như này ra thì là ok rồi. Cái bài hướng dẫn của mình và hướng dẫn và chia sẻ của mình về cái cách thay phông bằng SketchUp Max thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video.